các bạn, mình mới đi pick up cái Lan này về nè các bạn. Đó, thì mình đã hứa là sẽ bớt mua lại, nhưng mà tại vì nó sale quá, nó sale tới 60% lận nên là mình mua để dành. Nó là đang bớt cái Lan cũ đi rồi mới mua, nhưng mà giờ nó sale như vậy đó rồi không mua lỡ nó hết á, thôi mình cứ mua thôi. Với lại cái Lan, mấy cái Lan này mình mua để dành được, nó đâu có bị hết đáp hay là cái gì đâu các bạn ha. Mình mua mình để đó thôi, đâu có mất mát gì đâu, chỉ mất tiền thôi, chỉ mất tiền thôi chứ không mất gì. Cái này nó đang giá bình thường, giá gốc của nó là 5.99, bây giờ nó sale còn 2.50 nha, là nó sale 60% đúng không các bạn. Mình cũng chưa nhân nữa mà thấy nó ghi như vậy. Rồi đây chỉ có một loại len thôi, nhưng mà mình mua nhiều màu khác nhau, các bạn thấy mê không? Cái sợi này á, là nó ghi là sợi này, để mình coi nha, nó ghi giống như là sợi tre á, sợi bamboo là tre đúng không các bạn? Đây nè, chữ bamboo nè, thấy không? Ngày xưa ở Việt Nam mình thấy có chị nào nói là bamboo là tre, thì mình đoán là tre á. Thì ở đây là nó ghi nè các bạn thấy không, một cục của nó là 241 yard, rồi sẽ tương đương là 220 mét. Thì đáng lẽ là mua 4 cục là đủ một cái áo rồi đó, một cái áo dài tay size S, nhưng mà mình sợ thiếu á nên là mình mua 3 cục cho nó an tâm. Rồi ở đây các bạn thấy thông số của nó này, cái len này đụng vô nó mềm, thiệt mềm luôn, các bạn có thể móc được á đó. Sợi len này một cục như này nhỏ xíu à, các bạn thấy cái bàn tay của mình không, này nó tương đương cái bàn tay như vậy thôi nè, nhưng mà nó cũng khá là dài ha, 100g mà được 220 mét thì nó cũng hơi nặng. Đúng rồi, nếu mà đang một cái áo là 4 cục là hết 400g, vậy là áo nó sẽ hơi nặng một xíu nha. Đây, phải nó sale mình mới mua thôi. Thì nó có nhiều màu lắm, nó có hình như 10 màu á, nhưng mà mình lựa khoảng 6 màu, mình mua 6 màu khác nhau. Cái này màu xanh này nhìn đẹp ghê không. Mỗi màu á là mình mua khoảng á, có màu thì mình mua 5 cục, có màu thì mình mua 4 cục tùy theo ha. Tại vì cái này nó cũng sale á nên là cũng có màu á, nó chỉ còn có 4 cục à. Nó sale người ta mua nhiều á nên là nó hết nhiều. Nè, đây là màu cam. Màu dễ thương ha, mấy màu này đang cho mấy bé dễ thương lắm á. Màu hồng cam. Thì màu này mình có mua 5 cục. Trời ơi, mình đã hạ quyết tâm là mua len bớt lại rồi, nhưng mà không, cái gì con tìm thắng lấy trí hả, mọi người hay nói cái đó đó. Rồi nè, màu xanh này đẹp quá các bạn hả, màu xanh 4 cục. Rồi cái này màu bạc hà. Bạn Hà mình cũng mua 4 cục. Cái này là màu nút hả? Màu này mình thích lắm. Màu này mình mua nhiều nè, đan lên áo á, cái họa tiết nó nổi lên dễ thấy họa tiết lắm. Màu này mình mua. À thì nguyên cái chỗ này nè, mình mua ở cái shop này á, là ngày trước thì mình hay mua ở cái shop Michael, nhưng mà cái shop Michael á thì cái này nó không có sale, hay là nó sale mình cũng không để ý nữa, nhưng mà ở đây nó sale còn 2.50 nên là mình mua shop này. Nó tên là Cho En á. Thì mình mua nhiều chỗ khác nhau, chỗ nào rẻ nhất là mình mua thôi.
Ôi nhìn đã không các bạn? Sợi này các bạn có thấy nó giống sợi cotton Việt Nam không? Đây, mình đưa sát vô này, các bạn thấy nó giống không? Cái sợi này mình nghĩ là khoảng 1.5-1.6mm á. Nó có nhiều sợi nhỏ nó xe lại nè. Nên mình đụng vô mình thấy nó giống cotton Việt Nam dễ sợ ha. Ngày xưa ở Việt Nam thì mình có hay xài cái loại đó đó, loại cotton Việt Nam á, thì mình thấy nó na ná đó. Màu nút này là mấy cục ta? Nút là 1 này. Tất cả cái chỗ len này á, là hết 72 đô các bạn. Thì mua ở cái shop này nè, nó sẽ, mình mua 50 đô trở lên á, thì nó sẽ được free ship. Mà mình mua tới 72 đô luôn, 72 đô là được 28 cục. Tại vì 2 đồng rưỡi một cục nhưng mà nó còn tính thuế nữa. Ở đây bên này cái gì cũng tính thuế hết á các bạn. Cái này có 4 cục à? Có 4 cục. Còn cái này, à cái này 5 cục các bạn. Đây 1 cục nữa này. Đó. Màu xanh này 4 cục. Và màu hồng này. Màu hồng đang cho mấy bé dễ thương. Mấy cái len này nè mà các bạn đang họa tiết á, nó nổi lên đẹp lắm á. Mua để dành đó. Có một loại à, nhưng mà nhiều màu khác nhau. Màu này thì là màu trắng mà màu trắng xám á các bạn. Nè tên của nó nè, Chu Bu. Hai chữ A đâu không? Chu Bu. Để xem cái này sản xuất ở đâu nha. Made in France. France là ở Pháp hả? Đúng không ta? Thiệt mình qua đây mà tiếng mình biết tiếng Anh thôi chứ tiếng Anh không có biết mình. Tiếng Anh dở. Chỉ được cái là mình đọc được cái chat tiếng Anh thôi. Chat tiếng Anh thì nó là cái công thức về rang nên là mình hiểu. Còn Anh mình biết ít lắm. Ở trong này có cái gì không? Đó, các bạn thấy mê không? Ở Việt Nam mình cũng biết nhiều bạn hay mua len để dành lắm. Cũng một khi ai mà vô cái thế giới đang móc thì sẽ giống mình thôi ha. Cũng sẽ mua để dành thôi. Màu hồng, màu xám nè. Quá trời luôn. Thì mình đang nhiều á nên là mình biết như thế nào là đủ một áo á, thì mình cứ ước lượng áo ngắn tay là khoảng 800, còn áo dài tay là khoảng 1000. Nên là mình cứ canh vô cái số mét ở trên cuộn len này nè, rồi mình biết đường mình mua bao nhiêu cuộn để đan cái áo cho mình. Thà mình mua dư một xíu hơn là thiếu ha, thiếu mình là không có biết nữa. Nhiều khi nó hết sale hoặc là nhiều khi nó hết màu đó mình mua lại cực lắm, nên là mình thà mua dư mình để đó chứ hơn là mình mua thiếu à.